Chào tất cả anh em, mình lên tiếp con đu bông lai một phong cao vân kim cương nhuyễn nha. Tình trạng là lai new full book nha, rất là đẹp. Con này cũng là đẹp không thua gì con kia, đẹp hoàn hảo luôn. Vân kim cương nhuyễn, cái dòng cái vân kim cương nhuyễn này thì cái nước mạ vàng của nó không có làm bóng như vậy nha, nó làm dạng như mờ 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 á, chứ không phải là nó cũ đâu nha, nó rất là mới mới tinh luôn á, nhưng mà nó không có đánh bóng lên như cái cạnh này, nó dạng mờ mờ, là mờ mờ này. Rất là đẹp, các cạnh không có để tì vết luôn. Các góc cạnh rất là đẹp như mới. Đích sáng bóng. Đóng chuyện mạ vàng 20 mi rong nha. Mạ dày 20 mi rong. Con này bật lên một tiếng. Đèn đầu sáng đẹp. Đầy luôn. Mới tinh. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha. Nên mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Còn đầy đủ hộp sổ thẻ nha, hộp sổ thẻ đầy đủ nha. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.